Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ôi dồi ôi, cậu ơi, cậu thấy mệt mỏi chưa? Tôi chưa kiếm đâu được người cả anh em này. Cái đậu xanh. Qua đây coi. Có người. Ngay ngoài anh em mày, nó ngay ngoài. Mày chết với anh nhá, thật kia. Mày chết với anh nhá, thật kia. Thật kia đứng lại. Rồi, sống sao nổi em ơi. Sống nổi không? Một cái liệu này. Úi dồi ôi, thằng bé chết vì liệu này. Thanh niên, úi dồi ôi, thanh niên ơi. Sơi mình đâu phải chuyện dễ đâu bạn. Tan tí máu luôn. Thế thì hơi nhiều rồi. Khá ổn anh em ơi. Đó. Vứt mấy cái đồ ra ngoài này. Để nòng súng 3 thế là ok rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã có được một kill đầu tiên. Cảm giác chán thật. Anh em đi cả bản đồ. Thế cuối cùng hạ được đúng một đứa. Đây. Vòng bo đầu tiên chưa thu xong mà còn lại có 14 đứa thế à? Ít người vậy ta. Thính rơi. Ê, thính rơi đâu đây? Đừng nói bị thính đè là hơi nhỏ. Đây. Ngay bên cạnh. Thôi anh em ơi. M79 mới không chơi. Mình lại không thích xài khẩu đấy cơ. Thế nên là cũng kệ à. Ok mọi người. Có xe này. Hay là có đứa ở trên trò nhỉ? Thôi kệ đi. À đây, một đứa ở dưới nha anh em. Thế rồi. Cái đậu xanh trốn sao Hải mây. Trốn sao Hải mây, trốn à? Trốn được không vậy? Trốn à? Cái bắt tử heo thằng bé trốn anh em này. Uầy, trên trò của người. Cái đầu. Gãy em ơi. Thằng nào nữa? Nghe tiếng xe có vẻ gần vãi trưởng rồi anh em ơi, tôi thể. Lên xe đi anh em. Phần này hơi căng. Lấy xe quần máu đàng hoàng cái đã. Nó ngay dưới thôi. Được. Thằng bé chắc ở đây. Đúng rồi. Thằng bé ở đây anh em ơi. Ở đâu cơ? Mình tưởng nói đâu cơ. Cái đậu xanh. Hơi căng anh em ơi. Ui. Vùng đen gờ rơi nó bị hạ. Còn tôi không sao anh em ơi. Ui. Nhân phẩm tốt vãi trưởng này. Xe nổ này anh em này. Thằng bé đai này. Ô. Mình lại không sao. Mừng thế nhỉ anh em. Đủ. Mình đứng cạnh nó luôn anh em ơi. Không sao. Đúng là người sống có nhân phẩm tốt nó khác các ông ạ. Nên là các ông thấy chưa. Đến giờ là tôi vẫn đang còn sống nhá các ông nhá. Ngon luôn chứ sao nhờ anh em. Quá đã. Nó lại good game quá cơ anh em. Đi. Đúng rồi anh em ơi. Xem qua lượm thêm xíu đạn tiểu liên nữa. Tầm này đạn tiểu liên mình hơi ít. Này có 2 bao này. Đấy luôn. Thôi xong nhưng mà mỗi tội là nổ hết 2 con xe à. Cái đậu xanh. Chẳng còn con xe nào để đi cả anh em ơi. Nghèo dã man nhở. Đừng nói trên trò có mì nhá, không có. Qua check sát thằng này. Đó. Quan trọng là để lượm thêm xíu đồ thôi. Ok. Đi nào mọi người. Đây nó sẽ là vòng bo tiếp theo nha anh em. Chủ yếu là thu tại khu cánh đồng nhá. Nhưng mà mình sẽ chạy chéo sang bên này. Đó. Gọi là vừa canh mới đưa thị trấn lên luôn anh em ơi. Đứa nào thị trấn lên là thôi xong, xác định với kẹo nhá. Cho xanh mộ luôn. À đây. Có người đây à? Phải không nhỉ? Uầy. Cái đậu xanh này. Trốn được không em ơi? Trốn được không em ơi? Trốn à? Một đứa ở trên, một đứa ở dưới nhá. Phan này hơi căng. Ok. Check cả hai đứa luôn. Này. Cái đậu xanh này trốn đâu? Cái đậu xanh này nóc nhà này. Trốn nóc nhà này. Ui. Auto vào chảo. Cái đậu xanh nhà nó chứ. Hai. Được. Tốn bao nhiêu đạn của mình? Được lắm em ơi. Thế thì bây giờ anh qua góp vui với hai chú này. Có hai đứa anh em ơi. Không phải một đứa đâu.
Hai đứa này mới hấp dẫn thú vị anh em ơi. Sao chúng nó chết được nhỉ anh em nhỉ? Chạy qua anh em. Cái đậu xanh này lên bản đi mày, lên bản đi mày, lên bản đi em ơi. Nó vừa hạ kia xong mình hạ nó luôn. Ui giời ơi. Tưởng gì chứ như này đơn giản thôi. Ơ vãi trưởng đừng. Đừng làm gì phải căng thẳng với nhau vậy. Bình tĩnh nên mình còn bảo đã. Thanh niên. Làm sao phải căng thẳng với nhau. Bây giờ tôi qua tôi cho ông sấp mặt nhé. Thì kia chạy bò. Chạy bò. Sai lầm rồi nha em ơi. Sai lầm này. Sai lầm nối tiếp sai lầm này. Nãy ai bảo cắn trộm mình làm gì cơ. Bây giờ lại sanh mộ ra. Ui dồi ôi. Đồ đạc các thứ ổn đấy anh em ơi. Bom keo bây giờ mình cũng đã có là khá là nhiều này. 14 quả bom keo. Chơi tốt anh em ơi. Tránh xa khỏi cái vòng đen gờ này cái đã. Trông căng vãi trưởng luôn thề. Sửa giáp này. Ê thu kệ vào bo trước, vào bo trước. Sửa giáp gì tầm này nữa. Tí nó nổ vào người cho cái mất top thì hơi buồn. Còn có 3 thằng nữa thôi anh em ơi. Chơi cố gắng kiếm trận top nhá. Ok anh em đến bây giờ là mình vẫn đang an toàn nhá. Sửa giáp cái đã. Bo thì nó chưa thu đâu. Chẳng qua là dính ngay cái vùng Z zone. Hay còn gọi là vùng đen gờ cũng được anh em ơi. Vào đây là an toàn rồi. Bây giờ là chỉ có kiếm người mà kill thôi anh em ạ. À có xe này. Đủ. Ngon. Con xe này săn mạng tốt anh em ơi. Xe nát rồi vứt. Không chơi. Mình cũng chơi xe nát anh em ạ. Xe nát sợ lắm. Nó xấy cho cái xe nổ lại mất công dựng bong keo đi chạy trốn các thứ. Nó xấy cho không trượt phát nào thì có mà lấy bản điểm số sớm. Thế nên là xe nát thì mình không có xài. Chỉ xài xe lành thôi anh em ơi. Tưởng sau chỗ kia có người. Thì ra mình nhìn nhầm thôi anh em ấy, tưởng có người cơ. Trước mặt này. Hay lắm. Được lắm. Qua đây đúng rồi, qua đây. Qua đây này, qua đây này. Ui phóng lựu cả, ghê. Ghê à nha, sợ quá nhờ. Ồ, nó tưởng nó có phóng lựu mà ngon à. Tưởng phóng lựu mà ngon hả mê. Tốc độ sấy MP40 của anh còn hơn cả phóng lựu của chú nhá, tuổi gì. Hai thằng nữa. Ê, đã đến lúc trang bị nòng 3 rồi anh em ơi. Tầm này là trang bị nòng 3 cho nó gắt này đấy. Người đâu? Sấy bằng nòng 3 là được rồi anh em ơi. Một đứa này. Cái đậu xanh này. Ôi vãi cả trưởng này. Vãi cả trưởng này. Lên bảng. Tuổi gì em? Ui. Mình hơi bất ngờ pha đấy. Xíu nữa mình đai rồi cơ anh em ơi. May xử nó vẫn kịp. Nó lại quá ok nhở. Bấm phun máu cái đã. Thằng cuối tới cuối. Lại solo 1v1 với thằng cuối rồi anh em ơi. Căng phết không đùa được. Đến bây giờ mình phun bom keo rồi ra này. Được. Nhưng mà thiếu mất cái băng súng. Lại bom keo đấy hả. Cũng được. Đi anh em chạy lẹ thôi. Nói thật với anh em là tầm này mình chẳng biết thằng cuối ở đâu cơ. Nhưng mà thôi, chạy được đến đâu thì chạy. Anh em lắng nghe tiếng chân nữa, tiếng dao chảo súng các kiểu luôn. Một thằng nữa. Thằng này kiếm nó hơi vất vả đấy anh em ơi. Tại còn có mỗi hai đứa à. Bây giờ mà nó đứng ở trên mấy gốc cây này thì thôi. Mình không nghĩ đến anh em ơi. Mình chỉ nghĩ là nó ở khu dưới thôi. Không nghĩ được khu trên này đâu. Nhưng mà trên này anh em có thể là quan sát tốt hơn nhé. Ê cái đậu. Nó ngay ở trên này. Cái đậu xanh. Nó ngay ở trên luôn anh em ơi. 12-19 à. Thôi. Chú xanh mộ với anh rồi. Anh cho chú đám chìm trong mê cung luôn nhá. Đậu xanh này làm sao em ơi. Làm sao vậy Hải em ơi. Cái đậu xanh này yes. 8 kill top 1. Tuổi gì. Ui 16 quả bóng keo này anh em này. Dựng bom keo phải gọi là lát cả máy luôn nha anh em. Xong rồi này. Good game. Tên. Lại tôm lẫn rồi mọi người ơi. Quẩy thôi mọi người.
Khá là ổn. Như vậy thì mình đã có được 8 kill top 1 ở trong trận đấu này rồi nha anh em ơi. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.